đã đến với Camera Hải Nam để đáp ứng các nhu cầu lắp đặt trọn gói camera giám sát cho cửa hàng, gia đình có diện tích vừa và nhỏ. Thì ngày hôm nay, Hải Nam xin chia sẻ cho các bạn một giải pháp giám sát toàn diện từ trong ra ngoài với trọn bộ số camera Hikvision 20 nhé. Và trước mặt mình đây là trọn bộ 6 mắt camera Hikvision 20, thì hiện tại giá trọn bộ này đang giảm lên đến 57% và có giá bán chỉ 5.050.000 đồng. Và hiện tại thì các trọn bộ camera thương hiệu Dahua, KB Vision đều được sale tận gốc từ 49% trở lên. Bạn có thể truy cập vào website camerahainam.net và vào danh mục trọn bộ camera để xem giá camera trọn bộ ngay hôm nay nhé. Vì đây là mức giá giảm ở thời điểm mà mình làm clip này, nên là để biết rõ nhất về giá và chính sách khuyến mại ở thời điểm hiện tại như thế nào thì bạn cũng có thể truy cập vào website, hoặc nhanh hơn thì bạn có thể gọi đến số 1900 636439 để được các nhân viên tư vấn và báo giá trọn bộ camera Hikvision ưu đãi nhất nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ giải đáp thêm câu hỏi trọn bộ camera Hikvision 6 mắt 20 bao gồm những gì ngay sau đây. Bạn mua trọn bộ camera có dây thì hầu hết các cửa hàng đều trang bị các thiết bị như là camera quan sát, đầu ghi hình, ổ cứng. Nhưng đối với camera Hải Nam, khi mua trọn bộ 6 camera, bạn sẽ được tặng phân bộ phụ kiện để lắp đặt camera hoàn chỉnh như là 60m dây cáp tín hiệu để kết nối camera và đầu ghi hình, 6 bộ nguồn camera, balloon 1080px, hộp kỹ thuật để bảo vệ các mối nối chống reset, một dây HDMI 2m, một ổ cắm 8 lỗ và một số phụ kiện lắp đặt khác. Tuy nhiên thì khi chọn mua trọn bộ camera, bạn cũng sẽ cần đo lường khoảng cách lắp đặt camera và báo với nhân viên tư vấn để trang bị đủ số lượng cáp tín hiệu cho bạn để tránh trường hợp thiếu cáp tín hiệu các bạn nhé. Tiếp theo thì mình xin chi tiết về các thiết bị quan trọng có trong trọn bộ 6 mắt camera Hikvision 20 cho các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên, 6 chiếc camera Hikvision 2MP. Như các bạn thấy thì ở trên bàn của mình đang có hai model Hikvision dạng dome và dạng Hikvision dạng thân này đây. Thì đối với camera dạng dome, các bạn sẽ lắp đặt camera tại vị trí trong nhà, và camera dạng thân thì sẽ lắp đặt ở vị trí ngoài trời, bởi chúng được trang bị tiêu chuẩn IP66 giúp chống nước, kháng bụi và chịu nhiệt vô cùng hiệu quả. Do đó thì việc lựa chọn dạng camera phù hợp để lắp đặt là vô cùng quan trọng các bạn nhé. Mình lấy ví dụ, nếu như mà các bạn lắp camera dạng dome tại vị trí ngoài trời, chúng sẽ không có khả năng chống nước, nên khi mưa bão có thể camera sẽ vô nước và làm hỏng các bo mạch bên trong camera. Nhưng ngược lại, khi các bạn lắp camera dạng dome trong nhà thì sẽ giúp bạn điều chỉnh góc quan sát dễ dàng hơn khi chỉ cần một tay xoay camera như thế này. Còn đối với camera dạng thân, chúng sẽ được thiết kế khép kín theo tiêu chuẩn IP66, do đó chúng không chỉ chống nước, kháng bụi tốt mà còn chịu nhiệt rất tốt. Điểm nổi bật này trên dòng camera này đó chính là khả năng ghi hình với chất lượng chuẩn Full HD 1080. Nhưng do được trang bị nhiều công nghệ bù sáng, chống lóa nên chắc chắn rằng hình ảnh xuất ra trọn bộ camera Hikvision có đầu thu sẽ sắc nét hơn các dòng camera wifi không dây cùng phân khúc là 2MP. Và hơn nữa thì các dòng camera này có hồng ngoại chiếu xa 20m giúp bạn sẽ quan sát ban đêm hiệu quả hơn. Thế vậy tiếp theo trong trọn bộ camera Hikvision là đầu ghi hình 8K Hikvision, một bộ phận không thể thiếu khi chọn lắp đặt hệ thống camera chuyên nghiệp và ổn định. Thay vì ghi hình thông qua mạng Internet như các dòng camera không dây, thì trọn bộ camera này sẽ ghi hình dựa vào đầu ghi camera. Và điều này cũng đồng nghĩa là khi không có mạng Internet thì camera vẫn có thể ghi hình bình thường và lưu trữ dữ liệu trong ổ cứng. Còn nếu được kết nối thêm Internet vào hệ thống thì bạn có thể xem camera từ xa trên điện thoại thông minh. Và đặc biệt, độ bảo mật trọn bộ camera Hikvision cũng khá cao vì thương hiệu Hikvision là một thương hiệu uy tín và thường lọt top camera giám sát ưa chuộng nhất ở nhiều nước trên thế giới. Và bộ phận tiếp theo đi kèm với đầu ghi hình đó là ổ cứng lưu trữ dữ liệu có dung lượng là 500GB. Và nếu như mà bạn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lên đến vài tháng thì có thể gọi đến tổng đài 1900 636439 của Hải Nam để được tư vấn và đề xuất giải pháp tốt nhất cho bạn ngày hôm nay nhé. Ở phần cuối video thì mình xin nói thêm để các bạn lưu ý khi chọn một bộ 6 mắt camera Hikvision 20 như sau.
Thứ nhất đó là về độ ổn định so với việc lắp đặt sáu mắt camera wifi không dây, thì trọn bộ sáu mắt camera có đầu thu có độ ổn định cực cao, và cho dù bạn có lắp vài chục mắt camera có đầu thu thì độ ổn định cũng sẽ được bảo toàn. Thứ hai là bạn có thể lắp đặt camera có dây tại bất cứ vị trí nào mà không phải lo camera bị chập chờn và báo offline. Thứ ba nữa cũng là nhược điểm của trọn bộ này, chính là bạn phải đi dây tín hiệu phức tạp làm mất thẩm mỹ khu vực lắp đặt, và nếu như mà không am hiểu thì không biết cài đặt cấu hình cho camera thì cần phải nhờ đến kỹ thuật viên lắp đặt. Vì thế nếu như mà bạn không thể tự lắp camera có dây tại nhà thì có thể gọi ngay đến số 1900 636 439 để được các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đến lắp đặt camera tại nhà. Ngoài ra, nếu như mà bạn đã mua hệ thống camera có dây tại các điểm bán khác thì Hải Nam vẫn nhận thi công lắp đặt camera tận nhà siêu rẻ cho các bạn nhé. Đó là những chia sẻ quý giá mà Hải Nam muốn gửi đến cho các bạn. Hy vọng rằng qua video này thì bạn sẽ chọn được cho mình một hệ thống camera giám sát ưng ý nhất để lắp đặt. Đặc biệt là nếu như mà các bạn chọn mua và lắp đặt camera Hải Nam thì sẽ nhận được chế độ bảo hành ưu đãi 2 năm và hỗ trợ giao hàng tận nơi, cho xem hàng trước khi thanh toán và được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tháo lắp và di dời camera tại nhà. Vậy là video của mình đến đây đã hết rồi. Nếu bạn có thắc mắc gì có thể bình luận ngay bên dưới video này để được giải đáp nhé. Và đừng quên nhấn like để ủng hộ chúng mình làm những video chia sẻ tiếp theo. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của Hải Nam thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi chúng mình ra video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.